Vi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với bản tin FBNC tối ngày 17 tháng 3. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật trên thế giới. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bản phát thảo kế hoạch chi tiêu ngân sách cho năm 2017 vào hôm thứ Tư, người dân Mỹ đã tỏ ra ủng hộ chính sách tăng chi phí quốc phòng, song lại không mấy đồng tình với kế hoạch cắt giảm mạnh đối với cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ của ông Trump. Trong bản phát thảo chi tiêu ngân sách cho năm 2017, ông Trump đã đưa ra những khoản cắt rất mạnh tay với nhiều chương trình của liên bang. Mục đích là để tăng chi phí cho lĩnh vực quốc phòng, bao gồm việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico và chi nhiều tiền hơn trong việc trục xuất người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, việc đưa ra kế hoạch cắt giảm chi phí bảo vệ môi trường là không hề bất ngờ. Song họ lại không nghĩ tới việc ông Trump sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm kinh phí cho Bộ Giao thông Vận tải, bởi trước đó ông Trump chính là người đề xuất việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Mỹ. Kế hoạch đề xuất này chỉ là một trong nhiều kế hoạch mà ông đưa ra trước Quốc hội Mỹ trong thời gian tới, và dự báo sẽ có nhiều cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề chi tiêu ngân sách quốc gia của Mỹ trong thời gian sắp tới. Giữa tháng 12 năm ngoái, 21st Century Fox đã đồng ý mua hãng truyền hình trả tiền lớn nhất nước Anh, Sky, với giá 11,7 tỷ bảng Anh, tương đương 14,4 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này sẽ cung cấp cho Rupert Murdoch một nền tảng phân phối rộng lớn cho hãng phim Century Fox và mạng truyền hình Fox TV của ông, cùng với các kênh truyền hình cáp như FX, Fox Sports và National Geographic. Sky hiện đang cung cấp các dịch vụ băng thông rộng và phát sóng các chương trình truyền hình trả tiền với gần 22 triệu thuê bao tại Anh, Ireland, Ý, Đức và Áo. Đây được coi là một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong ngành truyền thông Anh. Cũng vì lý do này mà thương vụ đang trong tầm ngắm của giới chức Anh. Bộ trưởng Bộ truyền thông Anh, bà Karen Bradley cho biết trước Quốc hội rằng giới chức điều tra cần làm rõ tầm ảnh hưởng của thương vụ này, đặc biệt là thương vụ liệu có lợi cho công chúng nước Anh hay không và có vi phạm luật chống độc quyền hay không. Đại diện chính phủ Anh cho biết cơ quan điều tra có 40 ngày trước khi công bố kết quả vào ngày 16 tháng 5. Đứng trước các đe dọa dâng cao từ phía Triều Tiên khi nước này đưa ra những loại vũ khí tầm xa cải tiến, Nhật Bản đã tổ chức đợt tập luyện sơ tán tên lửa đầu tiên cho công dân nước này vào ngày hôm nay. Hai tuần trước, trong lần phóng thử đồng loạt 4 tên lửa của Triều Tiên, một trong 4 tên lửa đó đã rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách phía tây thành phố Oga khoảng 200-250 km. Một phần lớn khu vực nông thôn của thành phố Oga vẫn đang giữ vị trí tiền tuyến của Nhật Bản, nhằm chống lại những đe dọa tên lửa tầm xa của Triều Tiên kể từ năm 1993. Trong cuộc tập dượt lần này, 120 người dân trong khu vực này đã tham gia với sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Họ được hướng dẫn sẽ phải sơ tán tới những trung tâm ở trong thị trấn như trường học. Tại đây, họ sẽ được cung cấp các thiết bị sơ cứu và nghe những thông báo khẩn phát đi từ hệ thống loa trong vùng. Chỉ 5 km tính từ trung tâm tập dượt sơ tán, lực lượng tự vệ của Nhật Bản đã kích hoạt radar theo dõi JFPS-3. Đây là một phần trong hệ thống phòng thủ của Nhật Bản với vũ khí tầm xa và tên lửa của Triều Tiên. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới đây đã giới thiệu ra công chúng tờ tiền giấy mệnh giá 50 euro mới, nằm trong nhóm các tờ tiền có tên gọi Europa Series của châu Âu. Sau khi được ECB công bố, mới đây tờ tiền mới mệnh giá 50 euro đã được Ngân hàng Trung ương Đức giới thiệu tại Frankfurt. Tờ tiền này nằm trong các loại tiền mới do châu Âu lưu hành, có tên gọi Europa Series, với tính năng bảo mật cao. Đặc điểm để nhận thấy của tờ 50 euro là phần mặt trước được thiết kế theo kiểu dáng lấp lánh. Nếu bạn di chuyển tờ tiền thì nó sẽ chuyển từ màu ánh xanh lục sang màu xanh dương đậm. Đặc điểm này thì mọi người đã từng nhìn thấy ở tờ 20 euro, 10 euro hay 5 euro. Có thể nói đây là thiết kế an ninh nổi bật nhất trên tờ tiền mới 50 euro. Đây là những tờ tiền sẽ được lưu hành ở khoảng 19 quốc gia châu Âu. Hai tờ tiền có mệnh giá lớn tiếp theo sẽ được ECB dự kiến công bố là 100 và 200 euro. Hiện tại những tờ tiền mới trong series này đang trong quá trình in ấn và dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2018. Trước đó, ECB đã hủy kế hoạch công bố tờ tiền mới mệnh giá 500 euro vào năm 2019. Không đồng ý với quyết định truy thu thuế của Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại và được yêu cầu chờ ý kiến giải quyết của chính phủ. Nhưng khi đang chờ thì doanh nghiệp đã bị phong tỏa tài khoản và cưỡng chế số thuế truy thu. Tuy nhiên, theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả khi đang khiếu nại, doanh nghiệp cũng cần thực hiện quyết định của Kiểm toán Nhà nước để tránh bị phạt thêm tiền chậm nộp. Kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, công ty cổ phần năng lượng xanh phải thường xuyên nhập khẩu các trang thiết bị từ nước ngoài. Việc nhập khẩu được kê khai theo hình thức nhập khẩu trực tiếp và đóng thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, năm vừa qua, Kiểm toán Nhà nước quyết định truy thu năng lượng xanh hơn 4 tỷ đồng tiền thuế nhà thầu từ các hóa đơn nhập khẩu này. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, kế toán trưởng công ty cổ phần năng lượng xanh bức xúc vì nếu áp dụng thông tư mới, doanh nghiệp bà sẽ không phải chịu mức thuế này. Nhưng ở đây, Kiểm toán Nhà nước đã áp dụng một thông tư cũ lên những hợp đồng cũ để truy thu thuế.
Do đó, công ty không thi hành quyết định truy thu thuế mà gửi đơn khiếu nại lên Kiểm toán Nhà nước và Cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời khiếu nại này của Năng lượng Xanh, Cục Thuế thành phố cho biết không ít doanh nghiệp đã gặp phải trường hợp tương tự. Hiện tại Bộ Tài chính đã có công văn trình Chính phủ xin ý kiến về vấn đề này. Cục Thuế thành phố yêu cầu Năng lượng Xanh thông cảm và chờ đợi quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên trong thời gian này, Chi cục Thuế phủ nhận đơn vị quản lý thuế của Năng lượng Xanh đã tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và trích nộp số tiền trên vào ngân sách. Cái vấn đề này đang chờ và Cục Thuế thành phố cũng bảo là đang chờ chưa giải quyết gì hết, thì tại sao không có cái động thái là yêu cầu Chi cục Thuế phủ nhận tạm hoãn thi hành? Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại và chúng tôi đã gửi đơn đề nghị khẩn thiết yêu cầu là tạm hoãn thi hành cái việc đó, vì cái món tiền thuế nhà thầu đó là món tiền lớn, nó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi mà, và vấn đề này cũng đang chờ giải quyết và thật sự nó đang là một cái sự bức xúc của rất nhiều doanh nghiệp khi bị áp thuế nhà thầu. Cũng chia sẻ câu chuyện của doanh nghiệp, nhưng ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngay cả khi không đồng tình, doanh nghiệp cũng phải thực hiện quyết định truy thu thuế trước rồi mới khiếu nại sau. Xin nhấn mạnh lại là nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta không thực hiện cái quyết định truy thu thuế theo quy định, thì là ngoài cái việc là chúng ta phải nộp cái tiền thuế truy thu mà chúng ta còn phải tính thêm cái tiền chậm nộp trong trường hợp mà chúng ta chậm thực hiện cái quyết định truy thu đó. Ngoài ra, ông Minh cũng hướng dẫn doanh nghiệp nên trực tiếp kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước là cơ quan đã có quyết định truy thu thuế doanh nghiệp. Nhưng theo bà Kim Chi, từ khi có quyết định truy thu Năng lượng Xanh đã gửi đơn kiện khiếu nại lên đơn vị này, nhưng mà đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác cũng gặp trường hợp vướng mắc trong vấn đề truy thu thuế. Trước đó, doanh nghiệp này nhận được quyết định truy thu thuế với số tiền lớn, không đồng tình với quyết định này, doanh nghiệp liên tục khiếu nại và cuối cùng mức truy thu được giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ đồng. Nhưng điều mà doanh nghiệp bức xúc nhất là theo quyết định truy thu này, doanh nghiệp có 10 ngày để nộp lại số thuế trên. Nhưng khi doanh nghiệp nộp thuế sau 5 đến 6 ngày nhận được quyết định thì lại bị phạt chậm nộp. Trước đây cũng có cái năm trước nữa thì cũng có một khoảng thời gian là không đồng ý những cái mà quyết định thanh tra. Và bên tôi cũng đi nói chung cũng chờ thì ngay lập tức bên tôi cũng nộp ngay cái tiền mà không đúng đấy, thực sự là như vậy. Sau đó lên các cấp các gì mà lên tổng cục, bên tôi cũng đi ra tổng cục. Không hề có cái việc mà biết cái việc là 5 6 ngày để mà phạt. Bây giờ tự nhiên lòi ra một đống tiền này thì tôi nói rất là bất xúc, thực sự là như vậy. Đại diện công ty xuất nhập khẩu xăng dầu Đại Nam là đang gặp vướng mắc vì vấn đề hóa đơn mang theo khi vận chuyển hàng hóa. Theo quy định hiện tại, hàng hóa vận chuyển trên đường phải có hóa đơn đầy đủ. Nhưng các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thường có nhiều kho hàng và đặt cách xa khu dân cư. Khi có lệnh xuất hàng từ tổng công ty, bộ phận kế toán của công ty sẽ xuất hóa đơn đồng thời với việc xuất hàng ở kho. Nhưng các xe bồn vận chuyển không thể quay ngược về trung tâm để lấy hóa đơn rồi mới đi phân phối đến các tỉnh thành khác. Thì trong quá trình làm như vậy sẽ rất là vướng mắc, vì xe bồn thì không thể nào mà về khu dân cư về trung tâm để mà nhận một cái tờ hóa đơn để đi đường. Thì làm như vậy thì công ty nó rất khó khăn trong cái vấn đề đó, không thể thực hiện đúng theo cái thông tư 39 được. Thì hiện tại thì công ty vẫn đang làm cái phương án bằng cách là phát xuống cho khách hàng luôn, nhận tờ hóa đơn đó chứ không thể giao xe bồn, trên xe bồn đi thì chỉ có phí xuất kho. Đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ghi nhận không ít trường hợp khiếu nại vì vấn đề này. Do đó, sắp tới Cục Thuế cũng sẽ đề xuất cơ chế riêng dành cho một số lĩnh vực đặc thù như xăng dầu. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, đơn vị này yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ theo quy định để tránh bị xử phạt. Xuất cái hóa đơn mà không phải trong cái điều kiện ở các địa điểm khác nhau và các cái giờ khác nhau thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận để mà cái khó khăn vướng mắc của mình để mà nếu mà trong cái những cái trường hợp mà phải thảo luận về chính sách cũng như là thay đổi về phía đặt những cái mô hình đặc thù đối với một số ngành nghề đặc biệt thì chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị với Bộ Tài chính. Tuy nhiên trước mắt thì chúng ta vẫn phải thực hiện theo cái thông tư 39 hiện nay là đảm bảo như thế nào, chúng ta sắp xếp mô hình tổ chức như thế nào đó để khi mà xe vận chuyển hàng hóa trên đường thì phải có hóa đơn. Hiện tại, công ty Đại Nam phải xử lý bằng cách chuyển fax hóa đơn trực tiếp cho khách hàng, còn xe vận chuyển chỉ mang theo phiếu xuất kho. Đến khi xe nào bị chặn lại kiểm tra, doanh nghiệp phải cho người mang hóa đơn gốc đến tận nơi. Tuy nhiên, nếu xe bị chặn ở khu vực quá xa, doanh nghiệp không kịp giao hóa đơn gốc trong vòng 12 giờ, thì nên chấp nhận bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong văn bản gửi đi ngày 15 tháng 3, ông Ngô Hoài Trung,
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch cúm AH7N9 và các khuyến cáo của ngành y tế cho hành khách đi về từ vùng có dịch. Cho đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận được trường hợp mắc cúm AH7N9, nhưng bệnh dịch này đang tăng mạnh ở nước láng giềng Trung Quốc. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, dịch cúm AH7N9 đang có chiều hướng tăng mạnh cả về quy mô, số lượng người mắc và tốc độ lây lan, tạo thành đợt dịch thứ 5 với hơn 460 trường hợp mắc tại 14 tỉnh thành của Trung Quốc. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 449 trường hợp mắc loại cúm này, trong đó có 96 trường hợp tử vong. Dịch bệnh chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam của Trung Quốc, vùng châu thổ sông Trường Giang, châu thổ sông Châu Giang và các tỉnh như Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Quảng Đông, An Huy, Vân Nam. Thưa quý vị, xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Khởi đầu hưng phấn với sắc xanh trên cả 3 sàn chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, VN Index lại hụt hơi vào cuối phiên, từ chỗ thu hẹp đà tăng xuống đến một kết quả giảm khá sâu so với phiên hôm qua. Yếu tố kéo giảm chủ đạo đến từ việc các nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh và hoạt động chốt lời sau ít phút tăng xanh buổi sáng. Sàn Hà Nội mặc dù vậy vẫn duy trì được một kết quả tích cực. Giao dịch trái chiều đã diễn ra trong phiên ngày 17 tháng 3 tại thị trường chứng khoán trong nước. Cụ thể, sau phiên sáng tăng xanh tích cực ở các dòng cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và cao su thiên nhiên, VN Index đã đuối sức do không chống đỡ nổi giao dịch bán ra quá mạnh. Một số cổ phiếu blue chip như Vinamilk, Masan, VCC giữ giá tốt nhưng vẫn không nâng đỡ nổi chỉ số khi sắc đỏ lan rộng khắp bảng điện tử. Khép phiên, VN Index chỉ còn 710,54 điểm và hơn 242 triệu cổ phiếu được mua bán, tương đương với mức tăng 35% so với phiên hôm qua về mặt khối lượng giao dịch. Hôm nay là ngày cuối cùng chốt kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Thống kê cũng đã thể hiện khối ngoại bán ra mạnh ở các cổ phiếu ITA, SSI, VCB, DBM. Ngược lại, họ cũng mua vào các mã như HQC, MSN và Vinamilk. Sàn giao dịch chứng khoán thứ hai là HN Index giữ vững phong độ khi đã có phiên tăng thứ 5 liên tiếp tính luôn cả phiên cuối tuần. HN Index kết thúc tuần với mức 88,38 điểm và hơn 64 triệu cổ phiếu được giao dịch. Điểm may mắn và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong các phiên giảm, bao gồm hôm nay là yếu tố thanh khoản. Hơn 5.000 tỷ đồng giao dịch trên hai sàn, chứng tỏ sức hấp thụ từ phía bên mua vẫn khá tích cực. Sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu y tế và siết quản lý thị trường này, nhóm cổ phiếu y tế lập tức giảm điểm và tạo áp lực lên phố Wall. Kết phiên giao dịch đêm qua, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ quanh mức 0,1%. Chỉ số Nasdaq dao động không đáng kể nhưng vẫn nghiêng về sắc xanh. Gây áp lực lên thị trường là nhóm y tế và nhóm tiện ích. Nhóm tiện ích giảm 1,1% và đây là nhóm giảm điểm mạnh nhất trên S&P 500. Đây là nhóm khá nhạy cảm với quyết định nâng lãi suất. Kể từ khi Fed úp mở chuyện nâng lãi suất trong tháng 3, nhóm này đã rơi vào đà giảm, mức giảm mạnh hơn khi Fed chính thức công bố quyết định này sau cuộc họp kết thúc vào ngày 15 tháng 3. Theo sau là nhóm y tế với mức giảm 0,9%. Thị trường phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ siết quản lý thị trường dược phẩm, nhiều khả năng là tăng giá thuốc. Đồng thời, kế hoạch ngân sách cũng sẽ cắt giảm mức đầu tư công cho y tế để tăng chi quốc phòng, dự kiến mức cắt giảm là 5,8 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính tăng 0,3%, tiếp tục hưởng ứng quyết định nâng lãi suất của Fed. Trên Dow Jones, tăng điểm mạnh nhất là mã ngân hàng Goldman Sachs và mã công nghệ IBM. Về phía doanh nghiệp, cổ phiếu Snap giảm 4,2%, đánh dấu phiên chốt lời sau khoảng thời gian tăng giá mạnh đợt IPO. Vâng, thưa quý vị, sau phiên ảm đạm của phố Wall, thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên cuối tuần, thị trường khu vực này cũng không có nhiều thông tin làm động lực tăng điểm. Kết phiên giao dịch ngày 17 tháng 3, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Shanghai của Trung Quốc giảm điểm. Ngược lại, ES 200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc tăng điểm. Tại thị trường Hàn Quốc, đồng won hạ giá so với đô la Mỹ là động lực tăng điểm chủ yếu do các mã xuất khẩu hưởng lợi từ việc đồng won yếu đi. Trong khi đó, tại Trung Quốc và Nhật Bản, sau khi phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ có phản ứng cứng rắn nếu như Nhật Bản nhúng tay vào chuyện ở Biển Đông, thì thị trường chứng khoán hai quốc gia này đều đỏ điểm. Các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng chính trị xảy ra. Trên thị trường dầu, giá dầu giảm cũng là một nguyên nhân khiến đa phần chứng khoán châu Á đỏ sàn. Một lần nữa quay trở lại với bản tin tối nay, Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên kiên quyết loại bỏ thủy điện kém hiệu quả, không an toàn. Phát hiện viên kim cương lớn nhất thế giới nặng hơn 700 carat.